Đang xem video tại kênh YouTube review Review, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Đại thúc phiên bản trẻ tuổi xuất hiện trong thời gian có hạn. Khi còn nhỏ, Thái tử từng phải chịu khổ do phụ nữ gây ra. Người hầu gái có vẻ ngoài giống với nữ chính trong nguyên tác sẽ làm gì để khiến Thái tử bị tổn thương đây? Phần trước nói tới Đại thúc bị thương do chiến đấu với trợ lý, độc dược trên thanh kiếm khiến anh rơi vào hôn mê. Thái tử vội vàng cho người mời bác sĩ đến, nhưng bởi vì không biết Đại thúc chúng loại độc nào nên trong thời gian ngắn không thể tìm được thuốc giải thích hợp. Nhìn đại thúc càng lúc càng yếu dần, tâm trạng thái tử hỗn loạn vô cùng. Chính vào lúc này, Tam hoàng tử đem theo thuốc giải tìm tới. Hắn nói dối rằng bản thân tìm được một kẻ khả nghi trong rừng, kẻ kia hốt hoảng bỏ chạy, rồi không cẩn thận đánh rơi bình thuốc này. Hoàng thái tử căn bản không tin những lời dối trá này. Người hành thích đại thúc không ai khác chính là anh họ của Tam hoàng tử. Bọn chúng là cùng một ruột, nhưng tình huống hiện tại của đại thúc thực sự không đợi được nữa hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Thật may sau khi uống thuốc giải, tình trạng của đại thúc thực sự có chuyển biến tốt. Nhóm người của thái tử vội vàng đưa đại thúc về khu vực cắm trại. Đợi thái tử rời đi, người mặc đồ đen xuất hiện từ trong hư không. Hắn ta không hiểu vì sao tam hoàng tử lại cứu đại thúc. Tam hoàng tử rũ mắt cười nói. Tất cả chuyện này là vì tam hoàng tử còn chưa chơi đủ. Hắn đang hưởng thụ cảm giác vui sướng khi cướp đi toàn bộ những gì thái tử chân quý. Một bên khác, sau khi đưa đại thúc trở về doanh trại, Thái tử vẫn luôn lo lắng canh giữ bên cạnh anh, nhưng đại thúc vẫn luôn sốt cao hôn mê bất tỉnh. Vệ binh được thái tử cử đi bắt thích khách cũng trở về báo cáo. Bọn họ lần theo dấu vết của thích khách đến bên vách núi liền mất dấu. Có lẽ thích khách đã ngã xuống vực bỏ mạng rồi. Thái tử biết người bí nhắm tới vốn dĩ là hắn ta, nhưng đại thúc lại thay hắn chịu tổn thương. Chuyện này từng xảy ra vào 7 năm trước. Khi đó thái tử 13 tuổi còn đại thúc 38 tuổi. Khi ấy, kế hậu đột nhiên hạ lệnh để đại thúc trở thành thầy giáo của tam hoàng tử thái tử kịch liệt phản đối cậu bé không muốn người duy nhất thuộc về mình bị người khác giành mất nhưng đại thúc lại thuyết phục thái tử rằng đây là chuyện tốt một mặt có thể chứng minh với hoàng thượng rằng thái tử đủ ưu tú bệ hạ sẽ nhìn ngài bằng ánh mắt khác một mặt khác nếu thái tử có thể thắng được tam hoàng tử ở mọi phương diện thì các đại thần cũng sẽ càng thêm bảo vệ thái tử cuối cùng thái tử đồng ý để tam hoàng tử gia nhập bởi vì cậu không muốn đại thúc thất vọng những ngày tháng sau đó, mỗi môn học thái tử đều vượt trội hơn tam hoàng tử. Sự ghi nhận của đại thúc chính là động lực để thái tử cố gắng. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Trong một tiết kiếm thuật, tam hoàng tử âm thầm khiêu khích thái tử. Nghe nói mẹ của anh bị bệnh mà chết, chắc sự yếu đuối đó không di truyền cho anh đâu nhỉ. Khả năng kiếm thuật này có thể thẳng nổi em không đây? Thái tử bị kích thích. Ra tay quá nặng làm tay của tam hoàng tử bị thương. Đại thúc sợ kế hậu ghi thủ chút giận lên thái tử, nên vội vàng kêu thái tử xin lỗi tam hoàng tử. Nhưng thái tử lại cảm thấy, người thầy thuộc về một mình cậu cuối cùng vẫn bị cướp mất. Cậu vẫn nộ bỏ đi, trốn trong một góc nhỏ không người lén rơi nước mắt. Nếu như cậu không gặp được thầy, thì cậu có thể nhẫn nhịn trước sự cô đơn. Nhưng vì sao sau khi thầy cho cậu cảm nhận được sự ấm áp, lại tàn nhẫn mà thay đổi? Chính vào lúc thái tử đang ngậm nhấm nỗi buồn, một người hầu gái trẻ tuổi bước tới trước mặt cậu. Đối phương nở nụ cười thân thiết an ủi thái tử đừng buồn nữa cảm ơn bạn đã xem hết video nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha